Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 19 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Tiếp tài gây rối, người tuổi Tý trở thành con giáp nhân duyên kém, dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè và đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để quyền thế hoặc tiền tài che mờ mắt. Bạn cũng nên cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, không nên hành động theo cảm tính bởi có thể, những điều bạn trông thấy chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Hãy lắng nghe và quan sát nhiều chiều, nhiều phương diện hơn. Thủy sinh mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc bế tắc, bản mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình, chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim. Ra ngoài nên tránh chuyện thị phi, tranh cãi. Đi xa bất lợi, dễ gặp rủi ro về tai nạn xe cộ hoặc bị hư hỏng máy móc. Sức khỏe không tốt, trong nhà có chuyện buồn hoặc người thân đau ốm, hoặc súc vật có tật bệnh. Mọi việc nên có sự cẩn trọng, chậm rãi. Không nên vội vàng tin vào lời nói người khác một cách quá đáng sẽ có hại. Dè dặt chuyện tình cảm, kết bạn, tài lộc kém. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy. Nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Không nên nản chí khi có sự chậm trễ hoặc trắc trở đôi chút. Cần xem lại những phương tiện xe cộ, máy móc trước khi sử dụng. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hẹn hò, đình đám, tiệc tùng. Có thân nhân, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, ước hẹn, nhóm họp. Có thân nhân, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm. Nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Cần xem lại những phương tiện xe cộ, máy móc trước khi sử dụng có sự trục trặc và hao tốn. Có tài lộc, tình cảm tốt. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ. Có chuyện đi xa hoặc có tin tức ở nơi xa, nhưng nên chú ý đi xa bất lợi, dễ gặp rủi ro về tai nạn xe cộ hoặc bị hư hỏng máy móc, sai điểm hẹn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ra ngoài nên tránh chuyện thị phi, tranh cãi. Sức khỏe không tốt, không nên hấp tấp vội vàng hoặc tin vào lời nói người khác một cách quá đáng sẽ có hại. Dè dặt chuyện tình cảm, kết bạn. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc. Nếu đi xa, hoặc tiến hành những dự tính của mình thì nên cẩn trọng. Cần xem lại những phương tiện xe cộ, máy móc trước khi sử dụng. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hẹn ước. Có thân nhân, bè bạn đến, hoặc có tin của họ nhưng không nên kéo dài. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm. Tài lộc trung bình. Con số may mắn, 3-4. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu. Chính quan chiếu mệnh, người tuổi Sửu luôn nghiêm túc trong công việc, do đó bạn xứng đáng nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Bạn được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức không sớm thì muộn. Những ai cần tham gia thi cử hoặc tuyển dụng cũng gặp nhiều thuận lợi. Bạn có thể vượt qua bất cứ đề thi nào hoặc bất kỳ vòng phỏng vấn nào, chỉ cần ôn luyện kỹ càng và luôn tự tin vào kiến thức của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chủ quan để mắc những sai lầm đáng tiếc. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy hài hòa vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau. Vợ chồng nên chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều biến động thay đổi bất ngờ ngoài dự tính. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng có gặp trắc trở chút ít. Việc chờ đợi đã lâu đến nay xuất hiện. Công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. Có tin xa, có tài lộc, hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy. Không nên vội vã tiến hành quyết định vì mọi việc chưa có sự ngã ngũ rõ ràng, nên chờ đợi.
Nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toan tính bắt tay vào công việc mới, cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ, chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm. Tài lộc dễ hao, cẩn trọng sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa. Nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toan tính bắt tay vào công việc mới, cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ, chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm. Có sự trở ngại chút ít, không nên vội vã tiến hành hoặc hấp tấp quyết định, mọi việc chưa có sự ngã ngũ rõ ràng, nên chờ đợi. Tài lộc dễ hao, sức khỏe không tốt, có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ. Việc chờ đợi đã lâu đến nay xuất hiện. Ngày có nhiều biến động thay đổi bất ngờ ngoài dự tính. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. Có tin xa, có tài lộc, hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc. Không nên vội vã tiến hành hoặc hấp tấp quyết định, mọi việc chưa có sự ngã ngũ rõ ràng, nên chờ đợi. Nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toan tính bắt tay vào công việc mới, cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ, chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm. Tài lộc dễ hao, sức khỏe không tốt, có quý nhân giúp đỡ. Ngày có sự đáo hạn, hẹn ước. Con số may mắn, 17. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ Tí, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Thực thần nâng đỡ, người tuổi Dần làm ăn có lộc trong ngày hôm nay, vì vậy, bản mệnh không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội đầu tư kinh doanh. Hãy quyết đoán nắm bắt, bạn sẽ nhanh chóng thu được lời lãi. Bản mệnh vốn là một người phóng khoáng và rộng rãi, tuy nhiên, trong lĩnh vực chi tiêu, bạn cần phải lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu cứ chi tiêu bừa bãi thì dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy, một ngày nào đó bạn cũng sẽ trắng tay. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực kiến là ngày thích hợp để xuất hành hoặc làm các công việc liên quan đến cưới hỏi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh có ý định động thổ làm nhà thì nên hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, nên ngồi tại chỗ chờ đợi công việc hơn là đi tìm kiếm. Tin tức có sự chậm chạp, hoặc các tin có sự trái nghịch lẫn nhau. Tài lộc kém, nếu có thì cũng vào nhanh ra nhanh. Có sự tu bổ về nhà cửa, máy móc, xe cộ, đồ đạc. Không thuận lợi cho việc kết bạn, hẹn ước, kết hôn. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi và cũng không nên tin cẩn người khác. Hạp các nghề khoáng sản dầu mỏ, khí đốt, nhiếp ảnh, công nghệ thông tin. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Không nên tiến hành, giải quyết những việc lớn lao, không có lợi. Dù là việc tình cảm hoặc vui chơi cũng không có sự như ý. Nên tu bổ, sửa chữa, hoặc làm những việc đã có dự tính trước. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Không nên tiến hành, giải quyết những việc lớn lao, không có lợi, có sự bận rộn về công việc cũng như tiếp thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Dù là việc tình cảm hoặc vui chơi cũng không có sự như ý. Nên tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại việc cũ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Tài lộc nếu có thì cũng vào nhanh ra nhanh. Không nên ngồi tại chỗ chờ đợi công việc hoặc tin tức đến. Không thuận lợi cho việc kết bạn, hẹn ước, kết hôn. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi và làm gì cũng nên hỏi ý kiến người khác. Hạp các nghề khoáng sản dầu mỏ, khí đốt, nhiếp ảnh, điện thoại, công nghệ thông tin. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Không nên tiến hành, giải quyết những việc lớn lao, không có lợi hoặc có sự bỏ dở, phá ngang. Dù là việc tình cảm hoặc vui chơi cũng không có sự như ý, có chuyện phiền lòng, rủi ro. Nên tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa những công việc cũ. Tài lộc trung bình. Con số may mắn, 14. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, trắng. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ Tuất. Tử vi tuổi Mão. Do có sự trợ giúp của Tam Hội, mọi công việc của người tuổi Mão đều tiến triển rất thuận lợi. Hôm nay là một ngày may mắn của bạn, vì vậy, nếu bản mệnh ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay vào ngày hôm nay chứ không nên chần chừ, do dự.
Bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân vào ngày hôm nay. Người đó có thể là người quen của bạn. Quý nhân sẽ cho bạn hướng phát triển phù hợp giúp bạn chắc chắn hơn vào tương lai. Hãy rèn luyện bản thân và không ngừng cố gắng, bạn sẽ trở thành người rất giỏi kiếm tiền. Tuy nhiên, bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến gân cốt, khiến thần kinh suy nhược. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có sức khỏe thực hiện kế hoạch của mình. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy. Có nhiều sự rắc rối, trở ngại khác với dự tính hoặc với những sự thỏa thuận ở lúc trước. Sự tiến hành khó được êm xuôi. Công việc có nhiều vấn đề nảy sinh khó khăn do hoàn cảnh, thời cuộc cũng có, do con người gây ra cũng có. Sự mong cầu về tiền bạc khó khăn, hoặc sự mặc cả giữa đôi bên về quyền lợi hoàn toàn trái ngược. Dễ tính toán sai lầm. Đề phòng rủi ro. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Làm gì cũng nên cẩn thận từ công việc cho đến tình cảm, tài lộc có sự chậm trễ, trở ngại. Đề phòng có sự hư hại về đồ đạc hoặc phải hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Giới hạn mọi việc di chuyển, đi xa, nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Giới hạn mọi việc di chuyển, đi xa. Nếu có toan tính di chuyển thì cũng gặp chuyện không tốt, ưu phiền, nên nghỉ ngơi. Đề phòng có sự hư hại về đồ đạc hoặc phải hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa tiệc tùng, có khách. Làm gì cũng nên cẩn thận từ công việc cho đến tình cảm, tài lộc có sự chậm trễ, trở ngại. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, ngày của sự đáo hạn, đến hẹn hoặc có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như tình cảm, nhưng sự thu xếp còn gặp trở ngại, không đúng với thời gian quy định. Không nên buồn phiền bất mãn khi người trên không cho mình thực hiện theo ý định. Có cuộc đi ngắn, hoặc được mời. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim. Ngày có nhiều sự thay đổi từ công việc, công danh cho đến tình cảm, gia đạo. Đề phòng có sự hư hại về đồ đạc hoặc phải hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa tiệc tùng, có khách. Hoặc có cuộc đi ngắn, được mời tham dự. Làm gì cũng nên cẩn thận từ công việc cho đến tình cảm, tài lộc có sự chậm trễ, trở ngại. Con số may mắn, 4, 6. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, đen. Quý nhân phù trợ Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm của người tuổi Thìn không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn và nửa kia dễ cãi cọ, mâu thuẫn với nhau, và nguyên nhân có thể xuất phát từ những bất đồng chưa thể dung hòa giữa đôi bên. Khi mâu thuẫn nổ ra, bản mệnh nên giữ bình tĩnh và đặt mình vào vị trí của người ấy. Hãy kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, nếu không bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương nửa kia, khiến tình cảm đôi bên rạn nứt. Trong công việc, thiên quan khuyên bạn nên học cách lắng nghe người khác, không nên khăng khăng với ý kiến của mình trong tất cả mọi việc. Hãy dừng lại quan sát để nhận ra đâu là điều mình đã làm tốt, đâu là điều cần phải sửa đổi. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Sự trôi chảy của công danh, tình cảm có thể bị đảo lộn hoặc đứng chừng. Có rất nhiều điều khổ tâm, chịu đựng tiến thoái lưỡng nan. Gia đạo bất an, có chuyện buồn. Đề phòng mọi rủi ro tai nạn rất dễ xảy ra cho bổn mạng, công danh, tình cảm của mình. Ngày xấu, chỉ nên an phận, không nên manh động. Nếu là người có phước đức lớn, tuy không có gì thiệt hại, nhưng cũng nhận được nhiều tin tức xấu của gia đạo, người thân, bè bạn. Đề phòng khẩu thiệt thị phi, tai tiếng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán. Nên dè dặt trong mọi chuyện. Có tin xa, nên thu vén công việc, và cũng không nên quyết định những công việc lớn, trọng đại. Tâm tình bất an, nên tìm gặp quý nhân. Tốt hơn là nên nghỉ ngơi, chờ đợi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc. Có người mang tin đến. Có tin buồn, có tin vui ở xa. Mọi việc hãy để tự nhiên, không nên manh động thì đỡ xấu. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Sức khỏe không tốt, tài lộc dễ hao, hoặc phải chi trả những việc đáo hạn, định kỳ, đến hẹn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim. Sự mong cầu về công danh hay tình cảm có thể bị đảo lộn hoặc đứng chừng, bỏ dở. Có rất nhiều điều khổ tâm. Gia đạo bất an, có chuyện buồn. Ngày xấu, chỉ nên an phận, không nên manh động.
Nếu là người có phước đức lớn tuy không có gì thiệt hại, nhưng cũng nhận được nhiều tin tức xấu của gia đạo, người thân, bè bạn. Đề phòng khẩu thiệt thị phi, tai tiếng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy. Mọi việc hãy để tự nhiên, không nên manh động thì đỡ xấu. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có người mang tin đến. Tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có tin vui ở xa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc trung bình. Con số may mắn, 1-2. Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xám. Quý nhân phù trợ Tý, Dần, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Do ảnh hưởng xấu của cục diện tương hại, người tuổi Tỵ cần phải sẵn sàng đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở trong ngày hôm nay. Bạn dễ cảm thấy ức chế, khó chịu vì những lời đồn đoán, đặt điều sai trái về bản thân mình. Nếu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, hãy chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể tính cách bốc đồng và không biết kiêng nể ai sẽ khiến bạn gây thù chuốc oán với đồng nghiệp, tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và cư xử hài hòa với tất cả mọi người. Mộc sinh hỏa, may mắn, mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết hợp lý cho mọi chuyện. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày gặp những chuyện không tốt, mọi tính toán đều không thích đáng, khó có phương hướng giải quyết. Không nên mưu cầu những việc lớn lao chỉ đem lại sự thất bại, và còn bị vướng mắc lôi thôi. Đừng tin vào dư luận và những người đến với mình bàn bạc. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có tin buồn. Đề phòng rủi ro. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ. Nên tiến hành, giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu, hoặc đã được dự tính trước. Ngày có nhiều công việc, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn đến, dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài dễ có sự mích lòng, thiệt thòi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mích lòng, thiệt thòi. Cẩn trọng khi muốn tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Có chuyện thị phi, trách oán. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim. Mọi tính toán đều không thích đáng, khó có phương hướng giải quyết nhưng cũng không đáng lo ngại, sẽ có cơ hội hoặc có người giúp đỡ. Không nên mưu cầu những việc lớn lao chỉ đem lại sự thất bại, và còn bị vướng mắc lôi thôi. Đừng tin vào dư luận và những người đến với mình bàn bạc. Đề phòng rủi ro. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Cẩn trọng khi muốn tiến hành, giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu, đã dự tính trước. Có chuyện thị phi, tranh cãi, trách oán. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài dễ có sự mích lòng, thiệt thòi. Con số may mắn, 4-8. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường tím, hồng. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. Tử vi tuổi Ngọ. Nhờ có tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, cũng như sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, dường như bạn đang nóng vội quá mức. Hãy suy nghĩ kỹ càng mọi mặt trước khi đưa ra quyết định, và đặc biệt, không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp khó khăn. Có như vậy thì bạn mới phát triển nhanh chóng như mong muốn được. Mộc sinh hỏa, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Hãy sẵn sàng cho một cuộc sống hạnh phúc. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim. Một ngày vất vả, có quá nhiều công việc đến cần phải giải quyết, hoặc có sự cạnh tranh, chơi xấu, ở trong tình thế gặp nhiều áp lực do nhu cầu đòi hỏi. Không nên hẹn ước, ký kết, giao hẹn, đính ước, sẽ gặp nhiều thiệt thòi. Tài lộc có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không nên tham vọng. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Mọi việc không nên toan tính vì dễ có sự đảo lộn không phù hợp với thực tế hoặc phải chờ đợi lâu lắc có trở ngại. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ.
Ngày có tiệc tùng đình đám, nhưng cũng không nên bày vẽ thêm có chuyện không như ý. Có tin tức. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Mọi việc không nên toan tính vì dễ có sự đảo lộn không phù hợp với thực tế hoặc phải chờ đợi lâu lắc có trở ngại. Ngày có tiệc tùng hoặc có sự gặp gỡ, có tin của thân nhân, bè bạn, nhưng cũng không nên bày vẽ thêm, có chuyện không như ý, bất hòa trong nội bộ. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ. Một ngày vất vả, đề phòng tiểu nhân. Có quá nhiều công việc đến cần phải giải quyết, hoặc có sự cạnh tranh, chơi xấu, ở trong tình thế gặp nhiều áp lực do nhu cầu đòi hỏi. Nên cẩn trọng trong việc di chuyển, đi lại, sử dụng xe cộ máy móc. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc. Không nên hẹn ước, giao hẹn, đính ước, gặp nhiều thiệt thòi. Tài lộc có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không nên tham vọng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc. Mọi việc không nên gấp gáp, hoặc toan tính vì dễ có sự đảo lộn không phù hợp với thực tế hoặc phải chờ đợi lâu lắc có trở ngại. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Ngày có tiệc tùng đình đám, nhưng cũng không nên bày vẽ thêm, có chuyện không như ý. Có tin tức. Con số may mắn, 3, 5. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Tị, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Mộc khắc thổ, người tuổi Mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận mình. Có thể những người đó tiếp cận bạn vì muốn lợi dụng bạn. Nếu đã lập gia đình, con giáp này cũng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với những người khác giới khác nếu không muốn những lời bàn ra tán vào gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đừng vì niềm vui nhất thời mà phải hối hận về sau. Chính quan lại báo cho bạn những dấu hiệu tốt trên con đường sự nghiệp. Bạn luôn làm việc cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao nên được mọi người quý mến và tin tưởng. Đây là điểm mạnh bạn cần phát huy nếu muốn thăng tiến trong tương lai. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim. Không nên hấp tấp vội vàng trong mọi quyết định, sự mong cầu sẽ khó có kết quả hoặc có sự rời hẹn, sai hẹn, tin tức không đến. Nên tìm lại những kinh nghiệm cũ mà ứng phó thì sẽ có kết quả tốt. Có sự hao tài về mua sắm tu bổ, sửa chữa hoặc về tiệc tùng, đình đám, tin vui. Tài lộc trung bình, có người đi xa quay trở về. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy. Nên có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, chỉnh đốn lại công việc. Nếu có người hoặc có tin đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên suy nghĩ lại. Hoặc có được tin tức không tốt về công ăn, việc làm cũng không nên lo âu. Mọi việc sẽ có sự ổn thỏa. Có người hoặc có tin nhờ mình giúp đỡ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa. Nếu có người hoặc có tin đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên suy nghĩ lại. Nên có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, chỉnh đốn lại công việc. Nếu có được tin tức không tốt về công ăn, việc làm cũng không nên lo âu, nên chờ đợi, mọi việc sẽ có sự ổn thỏa. Có người hoặc có tin nhờ mình giúp đỡ. Có tin buồn ở xa. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ. Nên tìm lại những kinh nghiệm cũ mà ứng phó thì sẽ có kết quả tốt. Không nên hấp tấp vội vàng trong mọi quyết định, sự mong cầu sẽ khó có kết quả hoặc có sự rời hẹn, sai hẹn, tin tức không đến. Có sự hao tài về mua sắm tu bổ, sửa chữa hoặc về tiệc tùng, đình đám. Tài lộc trung bình, có người đi xa quay trở về. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc. Nếu có người hoặc có tin đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên chấp nhận. Đây là cơ hội để thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, chỉnh đốn lại công việc. Nếu có được tin tức không tốt về công ăn, việc làm cũng không nên lo âu, nên chờ đợi, mọi việc sẽ có sự ổn thỏa. Có người hoặc có tin nhờ mình giúp đỡ. Có tin buồn ở xa. Con số may mắn, 9, 5. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, ghi, nâu. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân. Dần Thân tương xung, người tuổi Thân sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày hôm nay mà không được ai chủ động giúp đỡ. Đừng quá bi quan hay chán nản, bởi nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì đây là một cơ hội tốt để bạn rèn giũa bản thân.
Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay tụ tập bạn bè. Hãy nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng cảm xúc trước khi tình cảm đôi bên nguội lạnh. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp tài thần hoặc hướng Đông để gặp hỷ thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều bôn ba lận đận khó khăn, hoặc gặp những chuyện buồn khó giải quyết mà công việc lại trong tình trạng cấp bách. Cẩn trọng nếu gặp sự thưa kiện, tranh cãi, nói ngược, sai hẹn. Ngày bị nhiều áp lực, nên bình tĩnh. Không nên giao du kết bạn, đi chung sẽ gặp họa, gặp điều bất mãn. Chuyện tình cảm chỉ là sớm nở tối tàn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của bổn mạng. Dù việc có gấp gáp, chắc chờ đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến. Ngày có khách đến hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, thay đổi công việc, di chuyển. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của bổn mạng. Có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, thay đổi công việc, di chuyển. Dù công việc có gấp gáp hoặc chắc chờ đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến. Ngày có khách đến hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc trung bình, có tin vui ở xa. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng. Ngày bị nhiều áp lực, nên bình tĩnh, có nhiều bôn ba khó khăn, hoặc gặp chuyện khó giải quyết mà công việc lại trong tình trạng cấp bách. Cẩn trọng dễ gặp sự thưa kiện, tranh cãi, nói ngược, sai hẹn. Không nên giao du kết bạn, đi chung sẽ gặp điều bất mãn, hao tốn. Chuyện tình cảm chỉ là sớm nở tối tàn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim. Ngày xung của bổn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc chắc chờ đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến. Ngày có khách đến hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, thay đổi công việc, di chuyển, đi xa. Tài lộc trung bình. Con số may mắn, 3, 5. Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, bạch, kim. Quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu. Chính ấn hứa hẹn một tương lai sáng lạn nếu người tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại. Bạn là người có tài, vì thế, hãy đưa ra những mục tiêu tham vọng và phù hợp với khả năng của mình ngay từ bây giờ. Những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong ngày hôm nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc nhận được lời khích lệ, động viên của cấp trên. Tuy nhiên Kim Khắc Mộc khuyên bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc tâm sự với những người bạn thực sự tin tưởng nhiều hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy. Ngày không tốt, không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc đương đầu một cách cứng rắn sẽ hoàn toàn không có lợi, còn đưa đến việc mất tình cảm, bất hòa. Chuyện giao thiệp tình cảm chỉ nên ngắn gọn. Nên hoàn trả hoặc thực hiện những gì đã có dự tính theo hạn kỳ, hẹn ước. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui, tin vui, ăn uống, quà cáp. Nghe tin buồn về sức khỏe, bổn mạng của thân nhân. Ngày có sự hẹn ước, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui, tin vui, ăn uống, quà cáp. Nghe tin buồn về sức khỏe, bổn mạng của thân nhân. Ngày có sự đáo hạn, hẹn ước, tài lộc không tốt, cẩn thận khi sử dụng xe cộ, máy móc để phòng có tai nạn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Nên hoàn trả hoặc thực hiện những gì đã có dự tính theo hạn kỳ, hẹn ước. Không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc đương đầu một cách cứng rắn sẽ hoàn toàn không có lợi, còn đưa đến việc mất tình cảm, bất hòa. Chuyện giao thiệp tình cảm chỉ nên ngắn gọn. Có sự chờ đợi chậm trễ. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui, tin vui, quà cáp. Nghe tin buồn về sức khỏe, bổn mạng của thân nhân. Ngày có sự đáo hạn, hẹn ước. Tài lộc không tốt, cẩn thận khi sử dụng máy móc, xe cộ, để phòng có tai nạn, rủi ro.
Con số may mắn, 4, 5. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc xám. Quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất. Thiên quan giáng họa, người tuổi Tuất rất dễ vướng vào tranh chấp với người có chức vụ cao hơn mình. Bạn không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không, chính bạn cũng sẽ là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhiều hơn. Cho dù có gặp khó khăn nhiều đến thế nào đi chăng nữa, bản mệnh cũng không nên suy nghĩ nông nổi, muốn từ bỏ hoặc thôi việc, bởi hành động đó chỉ là trốn chạy chứ không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Hãy dũng cảm đối mặt với mọi trở ngại trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mộc khắc thổ, một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho người ấy, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều bôn ba, lận đận khó khăn hoặc gặp những chuyện khó giải quyết mà công việc lại ở trong tình trạng cấp bách. Đề phòng rủi ro, bất trắc. Sức khỏe không tốt, có nhiều việc phải lo. Cẩn trọng nếu có sự thư kiện, tranh cãi, hoặc mích lòng vì trước đã có sự thỏa thuận mà nay lại đổi ý. Gia đạo bất an, có nhiều âu lo. Việc cầu tài là chuyện không nên, cũng như chuyện giao du kết bạn, đi chung sẽ gặp điều không tốt. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ. Mọi việc cầu mong về đi xa, di chuyển nên có sự cẩn trọng, có trở ngại. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo toan hoặc giải quyết. Có khách đến, có tin tức ở xa về việc làm cũng như tình cảm. Tài lộc trung bình, có tin buồn về sức khỏe, bổn mạng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo toan hoặc giải quyết. Mọi việc cầu mong về đi xa, di chuyển nên có sự cẩn trọng, có trở ngại. Có khách đến, có tin xa về việc làm cũng như tình cảm. Tài lộc trung bình. Có cuộc vui nhỏ, tránh chuyện thị phi, tranh cãi khi bàn bạc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều bôn ba, lận đận khó khăn nhưng sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc nếu cố gắng cũng đạt được kết quả. Đề phòng rủi ro, bất trắc tai nạn, có tin buồn. Sức khỏe không tốt, cẩn trọng, có sự thư kiện, tranh cãi, hoặc mích lòng vì trước đã có sự thỏa thuận mà nay lại đổi ý, hoặc sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Gia đạo bất an. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy. Mọi việc cầu mong về đi xa, di chuyển nên có sự cẩn trọng, có trở ngại. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo toan hoặc giải quyết. Có khách đến, có tin xa về việc làm cũng như tình cảm. Tài lộc trung bình, có tin buồn, mọi việc đều khó thành công như ý. Con số may mắn, 4, 6. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, đỏ. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Dậu. Tử vi tuổi Hợi. Nhị hợp phù trợ, người tuổi Hợi nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Ai cũng muốn kết giao với bạn, bởi bạn là người có tính tình hiền lành, chu đáo và biết quan tâm. Có thể bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Một khi bắt tay vào làm công việc gì, dù lớn hay nhỏ, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn sự cố gắng của chính bản thân mình sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng và trở thành con giáp giàu có. Cấp trên cũng đánh giá rất cao sự quyết tâm của bạn. Thủy sinh mộc, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Hai người trò chuyện và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống. Mỗi khi gặp khó khăn, bạn tin tưởng người đó luôn ủng hộ mình. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa. Có tin buồn về công danh, tài lộc cũng như bổn mạng của người thân, bè bạn. Tuy nhiên cũng có tin vui về sự thay đổi việc làm, hoàn cảnh sống của người thân khác. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Có cuộc vui nhỏ, sự đi lại, di chuyển, có sự lòng vòng hoặc chậm trễ đôi chút. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên dè dặt trong mọi chuyện, nhưng cũng không phải là xấu. Nên xem xét tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên đặt nặng vào công việc, chớ nên lơ là. Việc vui chơi chỉ nên giới hạn hoặc có tin. Nên xem xét tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ.
Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm khó khăn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim. Có tin buồn về công danh, tài lộc cũng như bổn mạng của người thân, bè bạn. Tuy nhiên cũng có tin vui về sự thay đổi việc làm, hoàn cảnh sống của người thân khác. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Có cuộc vui nhỏ. Sự đi lại, di chuyển, có sự lòng vòng hoặc chậm trễ đôi chút. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy. Việc vui chơi chỉ nên giới hạn hoặc chỉ nên nghỉ ngơi, từ chối. Có tin buồn, ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên đặt nặng vào công việc, chớ nên lơ là. Nên xem xét tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm khó khăn. Có sự hao tốn, nếu có chỉ là tiền vay mượn, tạm ứng. Con số may mắn, 4,7. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh da trời. Quý nhân phù trợ Tí, Mão, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.